Hello con, how Hi. are you today? Ok, hôm nay thấy khỏe không chưa? Hết bệnh chưa? À, đâu có bệnh, bị mệt thôi đúng không? Rồi. Now, do you have dinner, Mia? No. Not yet? Not yet. Okay. Now see, we see your homework. This one. Okay. I say with you this about this one. Okay, can you see this? No, not yet. Okay, now can you see it now? This is a picture. Three pictures. And in picture one, you say he is Kevin. Is it right? Can you hear me? Có nghe Miss nói không? Okay. Nào, con đặt tên cho cái bạn này là Kevin đúng không? Ở đây, con sẽ chọn con muốn làm. Đây, bây giờ mình ở mỗi khi mình làm cái bài này, con sẽ xác định con sẽ làm ở thì gì? Con muốn làm ở thì hiện tại hay là thì quá khứ nào? Đó. Lúc trước mẹ và mẹ chỉ cho con thì hiện tại rồi đúng không? Thì bây giờ con làm thì hiện tại đi. Cho nó ổn. Hay là con muốn làm thì quá khứ? Chút để con sửa lại. Ok. Xong rồi đúng không? Xong chưa? Ok, con sẽ có ở đây nè. Bây giờ cái bài này, đầu tiên con sẽ xác định đó, là cái bức tranh này. Đây, Miss đã nói con, bây giờ con sẽ nói là con mỗi lần á con xem một cái bức tranh con sẽ liên tưởng tới này what cái gì hoặc là con sẽ liên tưởng con sẽ nghĩ tới who ai ở đâu where rồi when khi nào rồi what happened đó, cái chuyện gì đang xảy ra và how hoặc là xảy ra thì nó bằng cách nào con có năm cái chữ này để con làm ở cái bức tranh này. Con sẽ thấy là có phải á, là cái bạn này, bạn Kevin hay giống như con đặt tên nè. Kevin is con sẽ làm sao? Con nghĩ cái này là nó là ví dụ như in this morning con làm vào lúc này, in this morning. Con nghĩ bạn này đang làm gì? Bạn Kevin đang làm gì con? Kevin con nhìn trong hình, con mở vở ra đi, con mở cái sách của con ra, con nhìn cho dễ. Kevin is, con xem bạn này đang làm gì? À, đang xếp quần áo đúng không? À, hôm trước mẹ có chỉ cho con làm thì hiện tại đợ, thì hiện tại tiếp diễn chưa? Đang xếp quần áo. Nhưng mà cái này mà kể cái chuyện này là phải quá khứ tiếp diễn mới đúng ha. Mình làm hiện tại tiếp diễn xem. Đang xếp quần áo cũng không được. Con phải làm quá khứ tiếp diễn mới ra. Con còn nhớ thì quá khứ tiếp diễn không? Mia còn nhớ không? Không hả? Rồi, vậy mình dừng cái bài này ở đây đi. Để Miss chỉ cho con lại quá khứ. À, mẹ có chỉ dạy chỉ cho con lại quá khứ chưa? Ha? Mẹ có chỉ lại Mia thì quá khứ chưa con? Con ngồi gần tới đi, hình như con ngồi bị xa cái màn hình quá hay sao á mà Miss không có nghe con nói rõ á.
Dạ không phải là mẹ tôi với mẹ chạy còn con cua Cái gì? Không có nghe. Con đi biết dạy rồi mà con hơn. à, dạy rồi mà con bị quên rồi, mình sẽ nói lại với con một lần ha. À, mẹ dạy cho con thì gì, con có ghi lại không? Không ghi lại hả? Rồi bây giờ mình sẽ chỉ lại cho con nè. Bây giờ con, cái con đang cần ở trong những cái bài này mình làm ở quá khứ trước đi. Tại vì á, không phải là con quên đâu, mà ở trên, tại vì chắc trước giờ con học á, nó không có hệ thống, nó cứ rời rạc nên là rất là nhiều cái mình không có nhớ được. Thì đây con sẽ có nha. Mình sẽ nói sơ với con nè, thì hiện tại đơn trước. Con sẽ có thì hiện tại đơn ha, the present ha. Con sẽ có từ present là hiện tại nè, symbol hiện tại đơn, the present symbol. Miss ghi tiếng Việt cho con luôn nhé, thì hiện tại đơn. Rồi con sẽ có ở đây cái thì này. Con cách dùng á, mình sẽ đầu tiên mình sẽ nói tới cách dùng là mình dùng cái này nó lúc nào nè. Mia cho Miss ví dụ về cái cách dùng, à về một cái câu mở thì hiện tại xem. Quên luôn đúng không? Quên hả? Hình như là Miss với con đang bị, nó không có âm thanh, nó không có liền nhau hay sao? Thấy con nói mà Miss không nghe con nói gì hết ta. Kỳ vậy hè. Để xem. Con sẽ có cách dùng. Đây. Nè, con sẽ có nè, diễn tả một việc xảy ra trong hiện, một việc xảy ra thường xuyên. À, ví dụ là mỗi ngày ha, mỗi ngày nó đều diễn ra vậy. Thì con sẽ có ví dụ. Ví dụ giống như con sẽ có cái câu gì, một sự việc mà xảy ra thường xuyên nè, mỗi ngày. Thì con ví dụ như I go to school. Nhưng mà bây giờ mình đang ví dụ như I go to school, ví dụ như tôi đi học mỗi ngày đi, I go to school Every every day. Đúng rồi. Thì ở đây Mia sẽ có nè, động từ go ha. Đây con đang chia ở hiện tại đơn nè. Đó, đó là cách thứ nhất, diễn tả một việc xảy ra thường xuyên. Con sẽ có cái thứ hai, đó là một sự thật hiển nhiên. Ví dụ cái sự thật gì mà nó hiển nhiên? À, con sẽ có mặt trời thì luôn luôn mặt mọc ở phía nào ta? The sun. Races. À, con sẽ có luôn luôn mọc ở phía, in the, không, luôn luôn mọc ở phía đông đúng không? The east. Đó. Cái chuyện đó lúc nào nó cũng như vậy. Ở đây con sẽ có từ races. Rồi, đó là một sự thật hiển nhiên. Rồi, có hai cái này thôi. Hoặc là cái này là một thói quen, diễn tả một thói quen ở hiện tại. Đó, con có hai cái này là mình đang hay sử dụng nhất. Thì với những cái thì này, con sẽ có đầu tiên. Mia chú ý nè, mình sẽ có hai cái. Tức là một á, là động từ to be. Con nhớ động từ to be nó sẽ chia ra hai cái. Một là động từ to be, và cái thứ hai con có sẽ là động từ thường. Mỗi lần con nghĩ tới là con chia thì á, thì con sẽ nhớ cái nó có phải là động từ to be không, con xem nó phải là động từ to be không. Rồi nếu là động từ to be mình sẽ làm sao, và nếu là động từ thường thì mình sẽ làm sao ha. Con sẽ có ở động từ to be mà ở hiện tại. Bây giờ mình khoan có nghĩ tới cái động từ thường này đã. Từ từ, con sẽ có động từ to be, con có ba chữ, đó là chữ chữ gì ta, nhớ không con?
am, is hoặc là am, is Are. hoặc là are. Đúng rồi. Rồi, bây giờ Mia nói cho Miss Sam I thì con sẽ đi với gì? Đúng rồi, con sẽ có I am. Ừ. Ở đây, Miss sẽ để cho con. Đây là khẳng định. Khẳng định tức là cái câu mà không có chữ không á. Người ta sẽ ký hiệu cái chỗ này là bằng dấu cộng. Con sẽ có nè, I am. Ừ. Rồi, we thì sẽ đi với gì Mia? We À, we are. Rồi, con sẽ có là you sẽ đi với từ gì? are. Đúng rồi, you are. Rồi, nhưng mà khi mà Miss có từ he thì con sẽ đi với gì nè? Yes. He is. Now, she. Is. Good. She is. Và it thì con sẽ có it is. À. Rồi, ví dụ giống như con như rồi con có chữ they thì con sẽ dùng là they. Ừ, they are. Ừ. Rồi, ở đây ví dụ như con chỉ có một con mèo đi, a cat, thì con sẽ dùng am, is hay là is. Đúng rồi. Thì ở đây ví dụ nha. Ừ, con sẽ có I am. Ở đây Mia cho Miss ví dụ mà có chữ I am đi. Ví dụ như I am gì? Running. I am home. Ở hiện tại cái này con chưa có học tới tiếp diễn. Khi nào con nói running tức là đang ở tiếp diễn rồi. Cái này hiện tại đơn thôi nè. Thì con sẽ có ví dụ như I am a student. Ha. Ở đây cái chỗ này à, nó hơi bị khó hiểu đó. Nó sẽ ba cái từ này con khi con dịch ra tiếng Việt nghĩa thì nó sẽ có nghĩa là I'm hả là ở gì Mia a I am children. I'm a child thôi, có một con là một đứa trẻ thôi mà, thì là phải là I'm a child chứ, hoặc là I'm a student. Con đang nói I'm a student hả? Không, I'm I'm a child. Children đó là nhiều đứa rồi, nhiều đứa trẻ rồi, mình mới dùng children. Rồi, ví dụ con có we are. Con có we are, con cho Miss ví dụ chỗ này đi. children. We are children. Good. Okay, and you are. Ví dụ con có đặt câu cái từ you are, con có câu gì không nào? You You Yes, you are a teacher. Good. Now, he is. is a doctor. Yes, he is a doctor. Good. Now, she is. Singer. Yes, she She is a singer. A singer and it is. Con sẽ có it is. For example, a cat. yes, it is a cat. Right, it is a cat. Rồi, bây giờ tới con, ví dụ như con có a cat thì con có gì nào a cat? The cat is Is cute, good. And they are. Ví dụ như con có từ they are thì con sẽ dùng gì nào? cute. They are They are gì con? tall. So tall. À, they are tall. Yes, they are tall. Okay, nó. Ví dụ như Miss có là my parents. À, my parents thì con sẽ dùng với từ gì nào? Are. Yes, my parents are. À, đó. Rồi, ok. Con hiểu được chỗ này rồi đúng không nào? Ví dụ như Miss có là bạn đó tên Minh thì con sẽ dùng am, is, are. Are. Minh, con sẽ thấy là một người thôi. Một Is. người thì đúng rồi, mình sẽ dùng is. Ok, đó. Rồi, bây giờ qua đây. Ví dụ ở đây, con làm như vậy. Ừ. Thì
Tới đây rồi. Mình sẽ có nè, đây là ở khẳng định, bây giờ con qua phủ định ha, là tức là có chữ not đó, thì mình sẽ làm sao? Phủ định nè. Phủ định, ở phủ định người ta sẽ ký hiệu cho con là bằng cái dấu trừ này. Và con sẽ có là am, is hoặc là are. Và con cộng với chữ gì? Con cộng với chữ not phía sau ha. Thì ở đây cứ tương tự qua, con sẽ có là I am, thì con sẽ đi với gì nào? I am gì Mia? Đúng rồi, I am not. Đó, cái này con cứ thêm từ not đằng sau nó sẽ đúng. Này dễ rồi. Thì con tự thêm nè. Đúng không? We are not. Ha. Rồi, khi con chuyển qua câu hỏi thì mình sẽ làm sao? Không Khi... thiếu nữa. Nghi vấn. À, mình sẽ có ký hiệu là câu dấu chấm hỏi. Thì ở đây con sẽ đảo cái chữ am is are lên. Con sẽ đảo này, đảo con sẽ đảo này, am is hoặc là are lên. Nhưng mà cái chữ am rất là ít, hầu như là không có dùng. Tại vì bản thân mình mà làm gì mình đã biết rồi, mình không có cần hỏi nữa. Am is hoặc là are. Ha, con đảo lên, con sẽ cộng với chủ ngữ ở đây và phía sau còn gì đó thì con đặt dấu chấm hỏi. Ở đây thường thường là we are, mình sẽ ít khi mình họ đặt như vậy nè Mia, mình sẽ không hỏi là am I. Mình sẽ thường cái câu này mình sẽ không làm ít dùng đó, am I gì đó thì con đặt đây, con đặt cái dấu sao đi đó, để con biết là nó ít dùng. Và chữ are we nữa, không ai hỏi là chúng tôi thì gì gì đó, mình sẽ không hỏi vậy. Nó sẽ có are we. Đó, con chừa ra như vậy. Nhưng mà tới you are thì con sẽ có là, và khi con đảo lên, You are à ví dụ như không, cái này câu hỏi này, đúng rồi, con ở phủ định thì con sẽ có là you are not a teacher. Nhưng mà câu hỏi thì con sẽ có là are you a teacher? Rồi. Tại đây Mia hiểu không? Hiểu không? Rồi. Ok con. Chỗ nào con không hiểu con cứ hỏi lại lại miss giảng cho con liền ha. Đừng có để bị sai chỗ này. Rồi. Tới ngay chỗ này, khi mà con trả lời với yes thì con sẽ làm sao? Ở câu nghi vấn thì con sẽ có cần có câu trả lời. Ngay chỗ này mình trả lời với yes thì con sẽ có yes gì? Chủ ngữ con cộng với am hoặc is hoặc là are. Nhưng khi con trả lời với no, con sẽ có là no. Con sẽ cộng chủ ngữ, con sẽ cộng với từ con sẽ cộng với là từ am not. Hả? Rồi, hoặc là từ từ gì? Isn't. Hoặc là từ aren't. Ok, được chưa? Cái đó là phần động từ to be của con này. Nó mới là một phần thôi. Rồi, bây giờ cái này mới sẽ gửi cho con. Cứ học xong tí nữa con xem lại đi. Đây, bây giờ mình sẽ có nè. Ví dụ cho chỗ này xem. Ở đây nếu con ví dụ Miss có cái câu ví dụ là mình, rồi ở đây Miss sẽ mở ngoặc ra động từ to be và đây là khoảng trống nè. A handsome boy thì câu này con sẽ làm sao? A handsome boy bây giờ ngay chỗ này con sẽ làm sao nào Mia? Mình, con sẽ có mình thì con sẽ đi với gì nào? Mình is Đúng rồi, mình is a handsome boy. Con chuyển qua phủ định xem. Con qua phủ định thì con sẽ có cái câu gì? is a
Đúng rồi, Minh isn't. Minh isn't gì? A handsome boy, đúng không? Rồi, con chuyển qua câu hỏi thì sao nào? Con chuyển qua câu hỏi đi. Câu hỏi mình sẽ có gì nào Mia? Apartment a house of boy. Is Mint. Đúng rồi, Is Mint a handsome boy. Rồi, con trả lời với yes thì con sẽ có gì? Yeah, Con không, con sẽ có là yes. handsome He is thôi. boy. Yes, he is. Mà nếu mà con trả lời với no thì con sẽ có gì? No, he Đúng rồi, no, he isn't. Đó. Cái này là cái từ hồi trước tới giờ mình học nè. Đó. Rồi. Bây giờ con sẽ, đó là đối với động từ to be. Bây giờ con có động từ thường thì mình sẽ làm sao? Cái này là động từ to be nè. Bây giờ con qua động từ thường nữa. Động từ thường. Động từ thường thì tiếng Anh á mình sẽ có một cái chữ để mình gọi, đó là mình gọi chung nó là verb ha, động từ, và con viết tắt là chữ V ha. Con cho biết một số động từ thường xem. Ví dụ con có hả? Swim. Swim, that's Fly. Fly, okay. Read. Right. Fly. This word. Right. Right. Okay, right. Ok, đó. Thì những cái từ mà chỉ hành động thì được gọi là động từ thường. Với những cái này thì con sẽ làm sao? Con sẽ có nè, ở khẳng định ha, mình sẽ làm dấu cộng ha. Con sẽ có chủ ngữ, con cộng với động từ nguyên mẫu. Với điều kiện nếu S là I, là chữ I nè, you nè, we nè, they nè, và danh từ số ít, danh từ số nhiều. Danh từ số nhiều con sẽ có những cái từ nào thì được gọi là danh từ số nhiều? Ví dụ như con có danh từ số nhiều á là những từ tự giờ như books, cứ có s nè, hay là children, hay là my parents. Đó, thì những cái này từ một người, từ hai hay nhiều vật, người hay vật trở lên thì được gọi là danh từ số nhiều. Thì con sẽ dùng công thức này. Chủ ngữ con sẽ cộng với động từ nguyên mẫu. Ví dụ ở đây con sẽ có là I study English every day. Đó. Đó là hiện tại của con nè. Rồi. Hoặc là we. Con cho Miss một ví dụ khác đi Mia. We are reading Động từ thường á, nó với động từ thường thôi nè. Chứ we are reading là nó ra thì khác rồi. Con cộng với động từ nguyên book. mẫu mà. Write the letter. We write thôi. Con sẽ có nguyên mẫu nè. Rồi, we write letters. Đó, thêm S vào. Ok, thì con sẽ thấy ở đây động từ con sẽ để nguyên nè. Ví dụ như my parents works
My parents work in Hồ Chí Minh. À, ba mẹ tôi thì làm việc ở Hồ Chí Minh. Đó. Ừ. Rồi, cái đó này là ở đối với, rồi. Cái này là chủ ngữ nè. Rồi, chủ ngữ cộng với động từ nguyên mẫu nha con. Rồi. Ở đây con sẽ còn có một trường hợp nữa, chủ ngữ sẽ cộng với động từ thêm s hoặc là es. Nếu s là he, she và it. Rồi thêm nữa và danh từ số ít nữa. Danh từ số ít tức là những cái gì mà con có một người. Ví dụ như con có a book thì được gọi là danh từ số ít. A child, một đứa trẻ, hay là Minh, hay là Hoài Hồng, hay là a cat. Đó. Một người hay một vật thì được gọi là danh từ số ít. Và con nhớ ở đây, mình sẽ thêm s hoặc es nhé, với động từ. Ví dụ, con sẽ có là he sends me thôi. He draws a beautiful picture. Now give me an example, Mia. He finds sweet candy. We find, She finds she finds strange food. she finds Sweet candy. a sweet candy. Okay, that's right. Con sẽ có phải thêm s vào và chữ raw thêm s ha, hay là mình có từ mình thêm es. Ví dụ giống như là Minh study. Với từ study con sẽ đổi y dài thành y ngắn và con thêm es ha. Minh studies math well. À, bạn này, bạn Minh này học môn toán giỏi ha. Minh study math well. Ok. Rồi. Cái này là ở hiện, ở khẳng định. Bây giờ ở phủ định thì mình làm sao? Phủ định mình làm sao ta? Con còn nhớ không? Đối với phủ định mình làm sao? Con có phủ định nè. Nhớ không? Chắc là nhớ đó mà không có. Nói ra là sẽ nhớ. Con sẽ có chủ ngữ con cộng với từ don't hoặc là từ doesn't. Mia nhớ chỗ này không? Khi nào mình dùng don't và khi nào mình dùng doesn't, con có nhớ không? Mia. Để nhớ. À, rồi, nhớ rồi, khỏi nói ha. Rồi, khi mà con đã dùng từ don't hoặc là từ doesn't, con sẽ cộng với động từ để nguyên mẫu. À, mình đã dùng don't hay doesn't rồi thì mình nhớ động từ mình sẽ đưa về nguyên mẫu ha. Đó. Câu hỏi thì mình làm sao? Câu hỏi con sẽ đảo chữ do hoặc là chữ does lên. Lên trước. Và sau đó con sẽ cộng với động từ ha. Và con nhớ phía sau này con vẫn là để động từ nguyên mẫu nè. Đó. Và ở đây trả lời với yes thì con sẽ có yes gì? Chủ ngữ cộng với chữ do hoặc là chữ does. Mà trả lời với no thì con sẽ có chủ ngữ cộng với chữ don't hoặc là chữ doesn't. Rồi. Mia nhớ chỗ này chưa? Đó là thì hiện tại đơn của con. Rồi bây giờ con mới qua thì tiếp diễn nè. Chà, cái bài này hôm nay nó nhiều quá.
Đó, đây là thì hiện tại đơn. Nó biết gửi cho con rồi đó. Rồi. Bây giờ con có thì chắc mình phải out ra đi rồi mình mới vào mình học nữa, chứ không giữa chừng nó đem nó ngắt mất mi. Hả? Ok không? Nha con. Dạ ba miếng. Ừ.